SBTV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên những người làm chương trình xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay có những cái thông tin cũng khá là tích cực nên ban biên tập kênh cũng xin phép gửi đến quý vị trong câu chuyện drama của bà CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì có một vài cái thông tin ngày hôm nay, đó là Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh sờ gáy thì có một vài cá nhân nhân vật trong cái drama này đã rút đơn kiện trong âm thầm. Khi mà đứng ra đấu tố và thách thức thì đi kiện thì rất là rầm rộ. Nhưng mà không hiểu vì một lý do gì mà khi đi rút đơn kiện lại rút âm thầm. Không có những cái con báo nào đưa tin thì không hiểu là vì lý do gì lại có một sự âm thầm để rút đơn kiện như vậy. Thưa quý vị, phải chăng những người này đang lệnh toát mồ hôi hột khi mà Trung ương đã rung chuông thì cơn bão ập đến là điều hiển nhiên. Chúng ta có thể thấy rằng đây là những chuyển biến tích cực cho bà CEO Nguyễn Phương Hằng. Như chúng tôi vẫn hay thường hay nói, sau một tia chớp lóe trời là những tiếng nổ lớn của những trận mưa dồn, tiếp theo những trận mưa mát mẻ và thưa quý vị, cười người chứ bội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười là có thật. Quý vị còn nhớ khi sự việc CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam, thì đâu đó chúng ta đang thấy những kẻ ngoài kia, họ đã mở tiệc ăn mừng, họ hả hê vui cười, cợt kỉnh. Nhưng giờ đây xem ra những bữa tiệc đó đã tàn, thì sẽ đến lượt họ triền miên, với những đêm dài mất ngủ con tim của họ, đã bắt đầu loạn nhịp, đầu óc họ đã bắt đầu bấn loạn lo âu và chẳng thể ngồi yên được lâu. Giờ đã đến lúc họ ngồi trên đống lửa vì ta sẽ không bao giờ thắng được thiện. Ác sẽ phải có lịch hoa quả của nó thì như quý vị cũng đã biết. Bão lũ đã đến quận 7 thì chắc chắn lũ lụt sẽ phải có củi trôi sông Sài Gòn. Nên chúng ta phải tin vào cách làm việc của các cơ quan chức năng. Bắt cá bé trước đến khi chín mùi, hốt mẻ cá lớn sau. Vì nhà nước chúng ta làm việc công tâm sẽ đi theo từng bước. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả từ các cơ quan chức năng. Vì cuộc chiến của một người có tiền nhưng không dùng tiền, có vị thế chỗ đứng trong xã hội nhưng lại không ỷ lại, đấy là cách mà bà Phương Hằng đã từng làm. Và bà cũng không dựa dẫm vào ai. Bà Phương Hằng cũng muốn một mình là một người dân bình thường, nói lên tiếng lòng của hàng ngàn người dân bình thường, những người nghèo, những người lao động. Đó là giá trị cốt lõi xuyên suốt drama này. Dù chúng ta là yêu hay ghét, thích hay không, chúng ta cũng hãy trân trọng những người làm như vậy. Vì không biết rằng 1.000 năm nữa thì chúng ta có còn gặp lại Nguyễn Phương Hằng hay là chú Huỳnh Uy Dũng như ngày hôm nay hay không? Những người khác là họ có sẵn sàng hy sinh giống như chú Dũng và cô Phương Hằng đã làm hay không? Cuộc chiến này không để thắng hay thua, mà là để thức tỉnh những người còn mù quáng u mê lầm lỡ ngoài kia. Và chúng ta và tôi đến với drama này cũng chẳng quen biết với bà Phương Hằng và cũng chẳng đóng góp được gì cho bà. Nhưng nếu bà là một vị tướng thì chúng ta nguyện cũng là những chiến binh trung thành. Và qua đây tôi và quý vị thấy được điều gì qua drama này? Đó là công bằng sẽ luôn ở cùng những người có tâm thiện, nên chúng ta thấy rằng sau khi Bộ Công an có động thái mới thì những người tố cáo bà Phương Hằng đã âm thầm rút đơn thì chắc chắn một điều rằng giông tố, bão lũ, củi tươi, củi khô, to nhỏ đều sắp trôi sông Sài Gòn. Thưa quý vị, có lẽ trong những cái thông tin của bà CEO Nguyễn Phương Hằng đã đưa qua trong cái drama trong thời gian vừa rồi, thậm chí là khi mà bà bị bắt, thật sự mọi người rất là buồn. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta vẫn phải thấy được những gì bà nói được và mọi người lặp đi lặp lại nhiều hơn, được mọi người chú ý nhiều hơn và những việc làm của cô chú đối với cộng đồng được chia sẻ mạnh hơn. Đó là những cái mà chúng ta cảm thấy là những cái điều tích cực càng ngày càng được cộng đồng mạng, cũng như rất là nhiều fan hâm mộ, những người theo dõi cái drama này ngày càng quan tâm vào đấy là những cái vấn đề của xã hội nhiều hơn. Đó là một cái điều tích cực mà bà CEO Nguyễn Phương Hằng có thể là đã gào thét trong suốt hơn một năm qua. Đến thời điểm này đã gọi là thành công. Vì thế, theo cái sự quan sát của bản thân chúng tôi, từ ngày CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt cho tới này, thì cái tiếng nói của nhân dân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì tất cả những cái điều mà bà CEO Nguyễn Phương Hằng đã làm một cách âm thầm trong suốt những cái khoảng thời gian trước đây, được mọi người biết tới nhưng cũng như chia sẻ mạnh hơn. Có những cái clip được chia sẻ như thế này. Khi họ được hỗ trợ là mổ tim cho những đứa con sau khi bà CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt, cũng như là khi CEO đứng lên nói về những cái câu chuyện trong suốt khoảng thời gian một năm qua, thì họ biết rằng cái quỹ mổ tim hàng hữu cũng như là cái việc hỗ trợ của các con em của họ được mổ tim trong suốt thời gian trước đó là quỹ mổ tim hàng hữu cũng như là của CEO Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Y Dũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết với các quỹ mổ tim hàng hữu và có nhiều những cái clip được chia sẻ thật sự. CEO Nguyễn Phương Hằng là một người rất gần gũi, đôi lúc đích thân bà gọi điện và hỏi thăm tới những cái gia đình được hỗ trợ mổ tim. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Ai cũng cho rằng là cái việc phát ngôn của CEO Nguyễn Phương Hằng trên sóng live stream như vậy là người ta không đồng tình. Nhưng mà vì cái điều gì mà người ta lại bức xúc để mà phải có những cái lần mà bà bật khóc trên những cái live stream và có những phát ngôn như vậy? Hãy nhìn nhận vào cái mà bà ấy đã làm chứ không phải là nhìn nhận vào những cái live stream như vậy để
để mà đánh giá một con người. Thật sự qua cái drama này, chúng tôi những người làm chương trình rất là biết ơn bà Phương Hằng vì những việc làm thiện nguyện của vợ chồng bà đã làm trong suốt nhiều năm qua. Quỹ hàng hữu cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, não uống thủy, quỹ giờ vàng và quỹ giúp đỡ những người trong trại phục hồi nhân phẩm, nhà máy lọc nước, cầu đường, trường học, hàng trăm nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ oxy, găng tay y tế, mùa dịch, đó là sự sống và là tương lai của biết bao nhiêu gia đình. Cảm ơn bà đã cho chúng tôi thấy được những cạm bẫy của đời sống, cho chúng tôi nhiều bài học quý giá mà không một giảng đường nào dạy được và không có một kênh truyền thông nào cảnh báo. Cảm ơn bà đã giúp cho chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật còn nhiều khe hở và cũng cảm ơn bà rất là nhiều đã chỉ ra những nguy cơ bất ổn về văn hóa chính trị trên con đường diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch để cảnh báo cho các nhà chức trách. Xin cảm ơn bà vì tất cả người phụ nữ có trái tim nhân hậu và bao dung. Thưa quý vị thân mến, dù đã được chứng minh không có dấu hiệu vi phạm trong quần áo từ thiện, thế nhưng Hề Lũ tiếp tục gặp biến cố lớn trong sự nghiệp sau khi được các cơ quan chức năng đưa ra kết luận là không phạm tội trong quần áo từ thiện gây rúng động trong năm 2021. Nghệ sĩ Hoài Linh đã từ từ trở lại các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, làn sóng công kích của cư dân mạng quá khích vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí, anh Bốn bị một số bộ phận lớn khán giả quay lưng. Bằng chứng là mới đây tên trang Social Black cho biết là kênh YouTube do Hoài Linh làm chủ đã sụt giảm nghiêm trọng. Số lượng người đăng ký cụ thể nên tảng mạng xã hội này của nam nghệ sĩ hiện chỉ còn 995.000 người. Trước khi thời điểm xảy ra từ thiện là 1,02 triệu lượt đăng ký và được biết Hoài Linh là nghệ sĩ phá vỡ nhiều kỷ lục về thành tích trên nền tảng mạng xã hội. Ông từng cán mốc 3 triệu lượt người theo dõi TikTok chỉ trong vòng 3 ngày thành lập. Trước đó, thời điểm vướng vào ồn ào từ thiện, trang social cũng đã từng cho biết kênh YouTube của Hoài Linh giảm khoảng là 10.000 lượt đăng ký trong vòng 30 ngày, tương đương mức giá 150%. Số lượt xem giảm hơn 94% vốn được xem là nơi giao lưu với khán giả sau ánh đèn sân khấu. Kênh YouTube được Hoài Linh đặc biệt chăm chút cho nội dung, những chủ đề mà ông đăng tải từng thu hút về sự quan tâm của đông đảo khán giả. Để sở hữu nút vàng danh giá, Hoài Linh và ekip đã mất rất nhiều thời gian lẫn công sức để gây dựng. Với thông tin nền tảng này tụt dốc không phanh, người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng. Cách đây ít ngày, dự án Mến Gái Miền Tây có Hoài Linh tham gia đã ra rạp. Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn, bàn về phim ảnh, dự án này lại nhận nhiều nhận xét là không tích cực. Khán giả tỏ ra không mấy hài lòng khi bộ phim khai thác trực diện. Câu chuyện về cộng đồng LGBT khiến nhiều người có cảm giác đang xem người đồng tính ra để tấu hài và câu nước mắt nhảm nhí. Bên cạnh đó, kịch bản nhạt nhòa và diễn xuất chưa đạt đến là cảm xúc cùng gian diễn viên cũng khiến phim bị đánh giá thấp. Trước đó, Hoài Linh được trao huy chương vàng tại Liên hoan phim Kịch nói toàn quốc năm 2021, cũng nhận về nhiều lời ra tiếng vào. Có thể thấy dù được chứng minh trong sạch, thế nhưng con đường trở lại showbiz của nghệ sĩ Hề Lũ dường như không mấy bằng phẳng. Dư luận chính người mới ý, người hâm mộ nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn Hoài Linh sẽ vượt lên dư luận. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn xem bản tin Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, hai kẻ thù của Nguyễn Phương Hằng có quan hệ mờ ám gì hay không? Suốt trong năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hành trực tiếp livestream tấn công nhiều người. Tuy nhiên, nếu mà để ý kỹ thì đa phần, bà Hằng chủ yếu nhắm vào ông Võ Hoàng Yên và những người kết thân với ông này. Hầu hết đều là những nghệ sĩ bị bà Hằng tấn công đều có những bức ảnh chụp chung với ông thầy lang tự xưng này. Và thực tế có nhiều mối quan hệ rất là phức tạp. Từng phần, bà Nguyễn Phương Hằng đã bóc trần nhiều sự thật mà có ai có thể tưởng tượng nổi. Bà Hằng chỉ bị bắt sau 2 ngày có nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi trong một buổi phát hành trực tiếp. Được biết, khi mà mối quan hệ của vợ chồng ông Huỳnh Y Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn còn đẹp đẽ, thì chính quyền vẫn để yên. Và ông Yên là sợi dây kết nối giữa vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi với rất nhiều nhân vật tên tuổi khác. Nhờ có ông Võ Hoàng Yên kết nối vào năm 2020, vợ chồng Dũng Lò Vôi đã lắp đặt cả hệ thống lọc nước, tặng hàng ngàn can nhựa cho người dân vùng hạn gặp mặn. Lúc đó, ông Huỳnh Y Dũng với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng với vợ là CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc điều hành công ty. Và lương y Võ Hoàng Yên có cuộc gặp gỡ trực tiếp với ông Phan Văn Mãi, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre khi đó. Nhờ sự kết nối của Võ Hoàng Yên và ông Dũng, bà Hằng kết thân với bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre cùng với các chuyên viên của tỉnh. Và lúc đó nhờ có sự kết nối mà lúc đó Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã thảo luận về các vấn đề về chuyên môn nhằm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trên ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là tính chất khốc liệt của tình trạng này tại tỉnh Bến Tre hiện nay. Việc làm ăn kinh tế có thuận lợi hay không, nó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức ở Việt Nam vẫn thường như vậy. Hai bên tương hỗ lẫn nhau nhưng phía sau rất là nhiều tiền. Không biết có thông tin nội bộ gì mà ông Huỳnh Y Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã kết nối được với nhân vật đang lên trên chính trường Việt Nam
như ông Phan Văn Mãi với vai trò kết nối quan chức doanh nghiệp, cho thấy ông Võ Hoàng Yên có vai trò hết sức đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa không những với vợ chồng ông Huỳnh Y Dũng, Nguyễn Phương Hằng, mà còn rất đặc biệt với ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đang rất nổi khi đó. Không biết từ bao giờ ông Võ Hoàng Yên có được mối quan hệ lớn đến như vậy. Ông Mãi nhờ được ông Huỳnh Y Dũng giúp đỡ dân Bến Tre, quan hệ ba bên rất là tốt, bên nào cũng có lợi cho nhau. Tại Bến Tre, ông Huỳnh Y Dũng cùng phu nhân là bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam đã tặng cho bà con hơn 10.000 chiếc can nhựa loại 30 lít để chứa nước, đồng thời cho địa phương mượn 3 xe bồn vận chuyển chuyển rộng. Công ty Đại Nam cũng chịu toàn bộ chi phí nhân công và nhìn vật liệu vận hành để chuyển nước ngọt đến các ấp đang thiếu nước ngọt ở tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, doanh nhân Huỳnh Y Dũng còn quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng lắp đặt hệ thống lọc nước EO thẩm thấu ngược theo tiêu chuẩn của Mỹ, đặt tại tỉnh Bến Tre cho người dân ở đây được dùng. Ông Phan Văn Mãi được tiến thân cũng là một phần nhờ những thành tích mà thành công của ông, trong đó có bàn tay của ông Võ Hoàng Yên. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ông Phan Văn Mãi đã kết thân với Võ Hoàng Yên từ bao giờ? Thực chất, ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh lừa đảo. Nhưng tại sao con người chính trị như ông Phan Văn Mãi lại dây vào ông thầy lang này? Trước khi ra biến cố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên, Phan Văn Mãi và vợ chồng bà Hằng có mối quan hệ khá thân thiết. Tuy nhiên, sau sự cố, bà Phương Hằng đã liệt kê ông Phan Văn Mãi vào chung nhóm với ông Võ Hoàng Yên thì cần phải tố cáo. Và cho đến nay, các cơ quan pháp luật vẫn không khẳng định tội lừa đảo của ông Yên là một câu hỏi rất lớn. Những trò chữa bệnh phản khoa học rõ ràng mồn một, nhưng ông Võ Hoàng Yên không hề bị kết tội. Vậy câu hỏi đặt ra là thế lực nào đang bao che cho ông ta ắt phải rất mạnh thì mới có xảy ra như thế? Người ta nghi ngờ rằng ông Võ Hoàng Yên được nhân vật có thế lực rất mạnh bảo kê. Còn người đó là ai thì không thể khẳng định được, bởi người này luôn hành động rất âm thầm. Tính cách của ông Phan Văn Mãi, bản chất của ông Phan Văn Mãi là ít phô trương trên mặt báo, nhưng lại thích âm thầm tấn công người khác. Với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Phan Văn Mãi không hề có một lời đáp trả trên mặt báo, nhưng lại hành động rất nhanh và rất mạnh tay. Từ khi bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên ông Mãi trên trang mạng xã hội, thì chỉ cần có 2 ngày là bà Phương Hằng đã bị bắt ngay. Đây là một sự chỉ đạo ngầm, nhanh và kỷ luật. Điều đáng nói là ông Mãi đã dùng công an thành phố Hồ Chí Minh hất cản công an tỉnh Bình Dương để giành quyền khởi tố bắt tạm giam bà Phương Hằng. Điều này cho thấy sự cương quyết của ông Mãi đến như thế nào. Trái ngược với ông Võ Văn Thưởng và ông Tô Ân Sô, ông Mãi chẳng nói một lời nào về bà Phương Hằng, và có thể nói người lẽ ra phải bị truy tố về tội lừa đảo như ông Võ Hoàng Yên thì lại không bị truy tố, mà người bị truy lại thì là bà Phương Hằng. Ai đã thọc tay vào để điều khiển? Vụ án này cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Trong vụ án truy tố bà Phương Hằng, mối quan hệ giữa ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên là một câu hỏi to tướng. Và liệu họ có quan hệ gì hay không mà ông Võ Hoàng Yên đã thoát được tội đến như vậy? Ông Võ Hoàng Yên, người tưởng chừng như phải trả giá cho những gì ông ta đã làm trước pháp luật, nhưng đã thoát xong, và sự thoát tội này chỉ có thể có từ mối quan hệ chính trị, chứ không phải là mối quan hệ thông thường. Đây là những mối quan hệ mờ ám mà khó ai có thể phanh phui ra được sau khi bà Phương Hằng đã bị bắt.